Hello, xin chào cả nhà. Mình Nun đây, thành viên mới của team Hacker SC China. Và đây là video thứ hai trong chuỗi trải nghiệm cùng team Go Rocket. Video lần này mình sẽ thực hiện thử thách là dùng một Pokemon đến từ vùng đất Unova mang số hiệu Pokédex là 560 Scrafty để đối đầu với lại team của Rocket Leader Sierra. Và em Scrafty mà mình sử dụng trong thử thách lần này sẽ có bộ chiêu như sau: Fast Move là Counter, Jack Move là Foul Play và Power Punch. Đội hình 3 Pokemon của team Rocket Leader Sierra bao gồm: đầu tiên là Carvana, thứ hai là Porygon Z và cuối cùng là Flygon. Và giờ thì bước vào trận nào. Nếu như ở video đầu tiên bọn mình đã hướng dẫn cách đổi Pokemon để lấy 3 giây countdown khiến Pokemon của Leader không thực hiện tấn công lên được Pokemon của mình, thì ở video này mình sẽ thử dùng kỹ thuật là dùng Pokemon CP10 như một tấm khiên để tích thêm năng lượng cho Jack Move. Và các bạn cũng có thể thấy là khi em Scrafty thực hiện Fast Move lên em Carvana và em Porygon Z có hiện lên dòng chữ là Super Effective trên thanh HP của chúng. Thì đây là vì chiêu Counter là đòn đánh mang hệ Fighting, giác đấu, gây sát thương siêu hiệu quả lên 5 hệ là Sắc, Thường, Fighting, Băng, Đá, Bóng tối. Nên vì vậy Scrafty trong trường hợp này rất có ưu thế, không phải phụ thuộc quá nhiều vào damage của Jack Move, nên cũng không cần phải take Jack Move đến Excellent. À, và với mỗi lần sử dụng Power Punch, các bạn sẽ thấy Pokemon được tăng sát thương tấn công lên Pokemon của đối phương vì đây là một chiêu Jack Move với hiệu ứng là tăng 50 damage cho mỗi lần thực hiện. Nên với việc dùng nhiều lần Power Punch sẽ khiến cho Pokemon của mình tăng được một lượng damage to lớn so với damage trung bình mà một Pokemon có thể có, tạo một lợi thế bùng nổ trong chiến đấu PvP mà mình sẽ giải thích rõ hơn ở các video sau nhé. Nếu xét về độ khó của 3 team Rocket Leader, Cliff, Sierra và Alor, mùa này thì chắc khó nhất là Cliff. Đón xem video kế tiếp của bọn mình sẽ là ai nhé. Phần thưởng chiến thắng trận đấu là cơ hội bắt được Shadow Shiny Carvana, Pokemon đầu tiên của team Sierra. Ok và yes, thành công rồi. À mà mình quên, nhắc nhẹ là vật phẩm tiến hóa Pokemon Gen 4 và Gen 5 cũng thường xuất hiện trong phần thưởng khi chiến thắng Team Go Rocket Leader đó nha. Đây là series hợp tác giữa Hardcore SG China và BKBY U, nên nếu có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy để lại cho mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho team chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!